Yếu tố Kim Tiểu Long hé lộ vườn cây trĩu quả rộng cả 100m² tại Mỹ. Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ yếu tố Kim Tiểu Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ra hâm vườn cây rộng cả 100m² phía sau nhà tại Mỹ. Vườn cây được Kim Tiểu Long chăm sóc thường xuyên nên rất tốt tươi, cây nào cũng ra nhiều trái. Trong đó, ấn tượng nhất là một cây táo sai trĩu quả, nơi gắn bó nhiều kỷ niệm với Kim Tiểu Long, anh nói. Bây giờ tôi muốn ăn trái nào, chẳng cần phải đi đâu xa, cứ ra vườn là có hết, tha hồ mà ăn. Cây táo nhà tôi năm nào cũng sai trĩu quả, toàn chim ăn chứ tôi đâu có ăn được mấy. Mọi người thấy đấy, tôi trồng mấy tay nên táo trái nào cũng to, bự, mướt mát, nhìn phát hèm. Tôi vừa bứt một trái để ăn, ngọt quá trời ngọt. Tôi chỉ tưới nước thôi, không muốn phân xịt suốt gì hết, mà nó vẫn lớn thế này, trái mọc thành từng chùm, nhìn ham quá. Tôi vừa bứt một trái để ăn, ngọt quá trời ngọt. Tôi chỉ tưới nước thôi, không bón phân, xịt thuốc gì hết mà nó vẫn lớn thế này. Trái một hình, tương chùm, nhìn ham quá. Cây táo nhà tôi, ai lùn mấy cũng vặt được quả vì quả của nó trĩu xuống tận mặt đất. Thậm chí chỉ cần tựa vào một cái là táo tự rụng. Nhãn nhà tôi mỗi năm cũng ra nhiều trái lắm. Nhưng năm nay mưa nhiều nên không có, phải thời tiết thật khô thì nhãn mới ra trái. Ở cây táo này, tôi cũng có nhiều kỷ niệm về anh em, huynh đệ, bạn bè. Chúng tôi cùng ngồi chơi với nhau ở đây rồi hái táo ăn, ăn từ sáng đến đêm. Hồi đó, cô Cát Tuyền hay qua để chơi, chúng tôi cứ ngồi ở đây ăn uống trò chuyện các kiểu. Tiếp đó, Kim Tiểu Long khoe với khán giả một cây thanh long mình mang từ Việt Nam sang. Dù là cây vườn Việt, nhưng thanh long của Kim Tiểu Long vẫn mọc tốt tươi trên đất Mỹ và ra nhiều trái, anh nói. Thanh long nhà tôi rất nhiều nụ và ra vô số trái, tôi đã hái một loạt để cúng. Phật rồi mà vẫn có nhiều thế này, sắp tới họ còn đậu thành nhiều quả nữa. Thanh long này tôi trồng cũng chỉ cần tưới nước, không cần bón phân, xịt thuốc nhìn trái vẫn nhiều, to và ngọt, thơm như đường lại còn hơi chua chua. Ai muốn ăn qua Mỹ tôi cho ăn liền, nhưng phải qua liền chứ hết mùa thì chẳng còn. Ngoài táo và thanh long, trong vườn nhà Kim Tiểu Long còn có nhiều cây khác như ổi, rượu, cỏ, xả, anh nói. Những cây xả này tôi cũng chỉ tưới nước không mà nó mọc tùm thành bụi hình bờ, chỉ cần chịu khó trồng là có mỗi thứ để ăn. Nhiều khán giả xem xong clip đều ngưỡng mộ đời sống thanh cảnh, yên bình của Kim Tiểu Long. Được biết, Kim Tiểu Long từng kết hôn với nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân nhưng chia tay sau nhiều năm chung sống. Sau đó, anh kết hôn với một cô gái Việt Kiều xinh đẹp và sang định cư tại Mỹ. Sinh ra một con trai kháo khỉnh, sống cuộc sống đầy đủ.